rất vui khi được đồng hành với quý vị và các bạn mỗi ngày trên kênh Tin Nóng Đất Việt. Ít phút tới đây của chương trình, chúng tôi sẽ mang tới cho quý vị và các bạn những tin tức mới nhất mà ban biên tập vừa mới tổng hợp được. Quý vị nhớ like, đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ tới nhiều người cùng xem. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết có trong chương trình. Bệnh nhân F0 được miễn viện phí điều trị liên quan đến COVID-19. Thành phố Hồ Chí Minh lo toàn bộ chi phí cho người tử vong do COVID-19. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tránh tình trạng nói phương pháp chống dịch thì cao nhưng sau đó thực hiện lỏng dần. Bé trai nhiễm nCoV từng đi bộ qua hai chốt kiểm soát dịch. Dồn dập điện thoại, hối hả bước chân tiếp lương thực cho bà con ở thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhân F0 được miễn viện phí điều trị liên quan đến COVID-19. Quý vị thân mến, bệnh nhân F0 được ngân sách nhà nước chi trả toàn bộ chi phí khám chữa bệnh liên quan trực tiếp đến điều trị COVID-19. Riêng bệnh nền vẫn thanh toán theo quy định. Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành nghị quyết số 268 về việc cho phép chính phủ ban hành nghị quyết có một số nội dung khác với quy định của luật để đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị nhất trí với đề nghị của Chính phủ về việc ban hành nghị quyết của Chính phủ để thực hiện các giải pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 theo nghị quyết số 30 ngày 28 tháng 7 của Quốc hội khóa 15. Trong đó, Thường vụ Quốc hội đồng ý với quyết định thành lập cơ sở thu dung, điều trị người nhiễm COVID-19, đồng thời là giấy phép hoạt động, giao Bộ Y tế được quy định các thủ tục hành chính trong thông tư theo thủ tục rút gọn, để đáp ứng yêu cầu cấp bách của công tác phòng chống dịch. Ngoài ra, Thường vụ Quốc hội cũng đồng ý giao Thường trực Hội đồng Nhân dân quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của cơ quan này và báo cáo Hội đồng Nhân dân tại kỳ họp gần nhất. Đối với đề nghị quy định việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh cho bệnh nhân COVID-19 tại các cơ sở thu dung điều trị COVID-19, bao gồm cả chi phí điều trị các bệnh khác trong quá trình điều trị COVID-19 do ngân sách nhà nước bảo đảm theo chi phí thực tế, Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Chính phủ tiếp tục chỉ đạo thực hiện theo hướng ngân sách nhà nước có trách nhiệm chi trả toàn bộ chi phí khám bệnh, chữa bệnh liên quan trực tiếp đến điều trị COVID-19. Đối với bệnh nhân mắc COVID-19 có các bệnh khác thì việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các bệnh này phải thực hiện theo quy định của Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm, Luật Bảo hiểm Y tế và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Cần chiến lược tổng thể về vaccine. Cùng với việc ban hành nghị quyết 268, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng có công văn gửi Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc tham gia ý kiến về dự thảo nghị quyết của Chính phủ. Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ cần cụ thể hóa hơn nữa các biện pháp được nêu trong nghị quyết làm cơ sở cho các địa phương, cơ quan, tổ chức hữu quan chủ động áp dụng một cách linh hoạt, song vẫn đảm bảo tính đồng bộ, nhất quán. Trong dự thảo nghị quyết không nên sử dụng các từ ngữ không rõ về nội hàm như sớm hơn, cao hơn để tránh cách hiểu không thống nhất, gây lúng túng cho các địa phương trong việc áp dụng, thậm chí có thể tạo ra sự tùy tiện, thiếu nhất quán giữa các địa phương hoặc áp dụng vượt quá mức cần thiết, gây cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh, ảnh hưởng đến đời sống của người dân, làm giảm hiệu quả của công tác phòng, chống dịch và việc thực hiện mục tiêu kép của cả nước. Về các cơ chế, chính sách đặc thù, Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ cần đưa ra một chiến lược tổng thể về vaccine, trong đó có cơ chế phân bổ, sử dụng và phác đồ tiêm vaccine thống nhất trên toàn quốc. Để đảm bảo an toàn sức khỏe, tính mạng cho người dân, cần đặc biệt lưu ý đến vấn đề cấp giấy lưu hành, thuốc điều trị và vaccine phòng COVID-19. Kể cả khi được phê duyệt sử dụng khẩn cấp, thì các bước quan trọng, các tiêu chí bắt buộc cũng không được bỏ qua. Đồng thời, cần cung cấp đầy đủ các dữ liệu khoa học của tất cả các bước thử nghiệm thuốc, vaccine, tổ chức đánh giá dữ liệu này một cách cẩn trọng, phù hợp với quy định của pháp luật và thông lệ quốc tế. Trước đó vào cuối giờ chiều qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội triệu tập họp bất thường để cho ý kiến về nội dung này và 17 trên 17 thành viên có mặt đã nhất trí để thông qua nghị quyết 268. Thành phố Hồ Chí Minh lo toàn bộ chi phí cho người tử vong do COVID-19. Quý vị thân mến, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Toàn Thắng cho biết, thành phố đã thống nhất chi 17 triệu đồng cho mỗi trường hợp mắc COVID-19 không may tử vong. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố nhấn mạnh, khi
Khi bệnh nhân điều trị tại bệnh viện không may qua đời, bệnh viện sẽ ký hợp đồng với đơn vị hỏa táng để thực hiện các quy trình xử lý theo đúng quy định. Do đó, thành phố sẽ trực tiếp chuyển kinh phí hỗ trợ này cho bệnh nhân. Người nhà có bệnh nhân không may tử vong do COVID-19 chỉ cần làm thủ tục báo tử tại bệnh viện mà không cần đăng ký gì thêm để được nhận khoản hỗ trợ này. Sở Tài chính cũng đã có văn bản hướng dẫn cấp kinh phí cho Sở Y tế để thực hiện khoản hỗ trợ trên. Trước đó, chiều ngày 5 tháng 8, Sở Y tế thành phố cũng đã có văn bản gửi đến các đơn vị y tế về việc phối hợp triển khai mạng lưới Thầy Thuốc Đồng Hành nhằm hướng dẫn tư vấn sức khỏe cho người mắc và nghi mắc COVID-19. Theo đó, người dân ở thành phố mắc hoặc biết mình có nguy cơ mắc COVID-19, hoang mang, lo lắng không biết gọi ai, thì từ ngày 7 tháng 8 sẽ có các bác sĩ, nhân viên y tế tư vấn qua đường dây nóng. Cụ thể, người mắc và nghi mắc COVID-19 trên địa bàn thành phố có bất cứ thắc mắc nào cần giải đáp, gọi vào đường dây nóng 0939 596 999 hoặc 1022 sẽ được các y bác sĩ, nhân viên y tế của mạng lưới, Thầy Thuốc Đồng Hành trả lời. Sở Y tế cho biết, đây là mô hình được thành lập nhằm triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19 sau khi Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 giao nhiệm vụ cho Tổ thông tin đáp ứng nhanh, thường trực là Bộ Khoa học và Công nghệ và Trung ương Hội Thầy Thuốc Trẻ Việt Nam thành lập, với sự tham gia của 2.500 bác sĩ, nhân viên y tế và tình nguyện viên. Từ khi dịch COVID-19 bùng phát ở thành phố, đã có rất nhiều hoạt động thiết thực của chính quyền các cấp, các đoàn, hội, doanh nghiệp vào cuộc nhằm chung tay phòng chống dịch COVID-19. Đơn cử như vừa qua đã có khoảng 450 xe của hai hãng taxi Vinasun và MyLink đã đăng ký, được Sở Giao thông Vận tải thành phố cấp phép hoạt động trong thời gian này để chở người dân đi cấp cứu, khám bệnh, tiêm vaccine, di chuyển đến các bến xe, sân bay. Bên cạnh đó, Trung tâm Cấp cứu 115 thành phố đã ký hợp đồng với các đơn vị vận tải khác như Sài Gòn Pass, HTX 19/5 vận chuyển người cấp cứu trong bối cảnh các ca mắc COVID-19 tăng cao gây quá tải cho các đơn vị y tế tham gia vận chuyển người bệnh đến các cơ sở điều trị. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tránh tình trạng nói phương pháp chống dịch thì cao nhưng sau đó thực hiện lỏng dần. Quý vị thân mến, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, dẫn đầu đoàn công tác đã làm việc tại tỉnh Sóc Trăng về công tác phòng chống dịch COVID-19. Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Sóc Trăng, tính từ ca bệnh đầu tiên trong cộng đồng có nguồn lây từ chợ đầu mối Bình Điền, đến nay tỉnh đã có 388 ca mắc COVID-19, 2.887 F1, 13.458 F2 đã chữa khỏi 48 ca. Toàn tỉnh có 30 đội lấy mẫu xét nghiệm, tình huống khẩn cấp có thể lấy 6.000 mẫu trên 24 giờ, 89 cơ sở cách ly với sức chứa hơn 8.300 người. Hiện tỉnh đã triển khai tiêm chủng vaccine được 58.580 liều, chiếm 6,9% người từ 18 tuổi trở lên. Bên cạnh đó, tỉnh còn gặp một số khó khăn như nguy cơ lây nhiễm cao từ người ở vùng dịch trở về, tài xế liên tỉnh, kinh phí dự phòng ngân sách cấp huyện còn hạn chế, năng lực xét nghiệm, nhân lực y tế, trang thiết bị, vật tư y tế chưa đáp ứng yêu cầu. Ông Lâm Văn Mẫn, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng cho biết, vì thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 trên địa bàn, được người dân, doanh nghiệp và cả hệ thống chính trị đồng thuận, đồng lòng, phối hợp thực hiện nghiêm túc. Tính tới thời điểm hiện tại, tình hình dịch trên địa bàn cơ bản được kiểm soát tốt. Tuy nhiên, số ca nhiễm vẫn tăng từng ngày, trong đó ổ dịch tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh vẫn khá phức tạp. Nhiều địa phương xuất hiện F0 do người dân trở về từ vùng dịch. Sóc Trăng đang tập trung quyết liệt kiểm soát dịch bệnh nhanh chóng để phục vụ cho sản xuất và ổn định cuộc sống người dân, ông Mẫn cho biết. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao những nỗ lực, thành công bước đầu của cả hệ thống chính trị, người dân Sóc Trăng trong công tác phòng chống dịch COVID-19 thời gian qua. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, tiếp tục phát huy tốt vai trò của các tổ y tế cộng đồng, các biện pháp chống dịch phải được thực hiện nghiêm túc, tuyệt đối tránh tình trạng nói phương pháp, biện pháp thì rất cao, mà thực hiện bên dưới thì chỉ mạnh được một vài ngày, sau đó thì lỏng dần. Kinh nghiệm thực tế cho thấy, nơi nào mắc phải điều này thì sau đó dịch rất phức tạp. Bên cạnh đó, cần tiếp tục động viên các doanh nghiệp, bà con nông dân cố gắng điều chỉnh thói quen, phương thức để duy trì được sản xuất trong tình trạng bình thường mới. Trong trạng thái bình thường mới, cố gắng không để dịch xâm nhập vào,
và nếu có thì phải phát hiện và dập được ngay, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị. Bé trai nhiễm nCoV từng đi bộ qua hai chốt kiểm soát dịch. Quý vị thân mến, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Cà Mau thông báo đã xác định được trường hợp dương tính SARS-CoV-2 tại khu cách ly Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp huyện Ngọc Hiển. Đó là bé trai VHTP, 11 tuổi, cùng cha, mẹ và chị gái từ thành phố Hồ Chí Minh về quê. Gia đình 4 người quê ở xã Tân Phú, huyện Thới Bình, Cà Mau. Trong 2 tuần trước khi về Cà Mau, bé P ở nhà trọ trên đường Trịnh Quang Nghị, phường 7, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh với 3 người thân. Trong những ngày thành phố Hồ Chí Minh giãn cách xã hội, cha của P là ông NHN chỉ ra ngoài để đi mua hàng thiết yếu tại Bách Hóa Xanh tại chợ Phú Lợi 2. Ngày 3 tháng 8, 4 người trong gia đình xét nghiệm nhanh và có kết quả âm tính nCoV tại cơ sở y tế đối diện Bệnh viện Chợ Giấy, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 5 tháng 8, cả nhà đi bộ đến cao tốc Trung Lương để về Cà Mau bằng xe 7 chỗ do tài xế PN cầm lái. Khoảng 16 giờ ngày 5 tháng 8, lực lượng kiểm soát COVID-19 không cho ô tô chở gia đình P qua chốt kiểm dịch của tỉnh Hậu Giang. Sau khi tài xế quay đầu xe, gia đình P đi bộ qua chốt Hậu Giang. Những người này sau đó đi nhờ một xe tải nhưng không nhớ biển số. Khi cách chốt kiểm soát dịch của tỉnh Sóc Trăng khoảng 10 km, 4 người trong gia đình P xuống xe để đi bộ. Khoảng 20 giờ ngày 5 tháng 8, lực lượng trực chốt kiểm soát COVID-19 của tỉnh Sóc Trăng thấy 4 người đi bộ có giấy xét nghiệm âm tính tại thành phố Hồ Chí Minh nên bố trí xe cấp cứu đưa về Cà Mau. Sau khi khai báo y tế tại chốt kiểm soát Quản Lộ, Phụng Hiệp, gia đình P được đưa đi cách ly tập trung. Tối ngày 6 tháng 8, CDC Cà Mau nhận được kết quả xét nghiệm RRT-PCR của P dương tính với SARS-CoV-2. Cha, mẹ và chị gái của em âm tính nCoV. Hiện, P được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi, tỉnh Cà Mau. Cha của P được cơ quan chức năng đi theo để chăm sóc con trai. Trong đợt dịch lần thứ tư này, tỉnh Cà Mau đã ghi nhận 35 F0, đã có 18 người được điều trị khỏi bệnh. Toàn tỉnh đã tiêm được 96.454 liều vaccine phòng COVID-19, trong đó có hơn 10.200 người tiêm đủ 2 liều. Dồn dập điện thoại, hối hả bước chân tiếp lương thực cho bà con ở thành phố Hồ Chí Minh. Với quyết tâm không để bà con nghèo, cận nghèo và người dân trong khu cách ly, phong tỏa phải đói, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện chương trình quà đến tận nhà tới từng người dân. Đi từng ngõ, gõ từng nhà để trao quà cho dân nghèo. Reng reng, đầu dây bên kia giọng một người đàn ông gấp gáp. Ở số 8 Cầu Kinh, đang có bé gần 1 tuổi cần sữa gấp. Nghe xong cuộc điện thoại cầu cứu, ông Lại Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tân Tạo A, quận Bình Tân lập tức phân công cho cán bộ kiểm tra kho lấy sữa chuyển cho cháu bé. Khẽ mỉm cười, ông Hùng cho biết, hàng ngày đường dây nóng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân Tạo A nhận được hàng chục cuộc điện thoại của người dân xin hỗ trợ lương thực, hàng thiết yếu, sữa cho trẻ nhỏ. Dịch COVID-19 bùng phát, phường là một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do có khu công nghiệp Tân Tạo đóng trên địa bàn. Theo ông Hùng, toàn phường có 7 khu phố, thì cả 7 khu đều bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Đời sống người dân gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là công nhân thuê trọ. Phường Tân Tạo A có tới 19.000 hộ công nhân thuê trọ. Nắm bắt được khó khăn của người dân và công nhân, ngay từ đầu dịch, ngoài thực phẩm và hàng thiết yếu do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quận Bình Tân chuyển về, phường còn phối hợp cùng các cơ quan đoàn thể như thanh niên, hội phụ nữ, hội chữ thập đỏ, dân quân kêu gọi các mạnh thường quân đóng cửa, ủng hộ gạo, mì gói, nước mắm, rau củ, quả để chuyển đến tận từng nhà cho bà con. Công việc của chúng tôi thường kết thúc lúc 10 giờ đêm. Tuy nhiên hôm nào có các nguồn tài trợ về thì anh em phải nhận, bốc hàng tới 1 đến 2 giờ sáng hoặc từ 2 giờ sáng đến sáng luôn, ông Hùng cho hay. Tại phường An Lạc, dù nhiều điểm đã được gỡ phong tỏa, nhưng vẫn còn nhiều hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ.